Chào mừng các bạn đến với sản phẩm Smart Home. Hôm nay Smart Home xin giới thiệu với các bạn về một cái bộ rót rượu tự động. Thì ở đây mình đang có một cái mạch điều khiển này, sử dụng điện áp đầu vào nguồn 12V này, đầu ra là máy bơm này, mắt cảm biến hồng ngoại này, và biến trở điều chỉnh cái thời gian bật máy bơm này. Thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn xem. Khi chúng ta cấp nguồn 12V thì còi sẽ kêu 2 tiếng này. Đấy, đèn báo sáng. Cái biến trở này mình đang điều chỉnh là min nhất này, tức là máy bơm gần như là bật quả tắt này. Bây giờ mình sẽ để cái nô cốc nước này lên này. Còn là hồng ngoại, nên các bạn chú ý thì một số cốc mà nó trong quá thì mình sẽ không bắt được nhé. Thì đây là tính năng của hồng ngoại, nó xuyên qua cái tập trong. Đây mình có dán một cái miếng giấy bên dưới để review luôn. Còn ứng dụng của mỗi người thì mỗi cái khác nhau. Đây mình để lên này. Đấy. Đấy. Tăng thời gian lên này. Mình tăng thời gian nhé. Vừa rồi mình vừa giới thiệu với các bạn về bộ sản phẩm rót rượu tự động của sản phẩm Smart Home. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bên mình.